ไปเราไปชั่วโมงไอ้ใหญ่จะมีถึงไปยังไงอันนี้เลยรอจ้าก็ไหว้บางๆอยู่ด้วยเนี่ยNhưng mà như là Instagram không open link được ở trong app. Không open link, không open link được. Thì em tạo new post, xong em add CTA vào. Click vào xong nào. Thì đâu cần phải open link đâu. Đúng không? Em tạo cái new post đi. Nhưng mà CTA thì là vẫn vào được đúng không? Ừ. Nó có cái nút chọn vào trên tranh này, ấn vào là nhảy vào thôi. Thì đã mới phải làm chứ. Thế phải đi học. Nói chung là nếu mà anh khuyên tốt nhất là nếu mà của em chạy thành thạo rồi á thì nên chạy cái Instagram riêng. Sau mà Instagram thì với cả set Instagram mình vào thì là nó có hai phần là new post với cả exit post đúng không? Thì các bạn sẽ chọn cái là new post để làm gì thì các bạn add được cái CTA vào. CTA là cái nút mà shop now á thì khách hàng không click được. Đó, hoặc là mình tạo thường chạy Instagram mà các bạn chạy ảnh ấy, thì các bạn nên chạy new post cho các bạn add vào tầm 3 cái ảnh của khách hàng, kéo slide này nó sẽ thấy được nhiều ảnh thì nó sẽ tốt hơn. Vậy còn video thì không cần rồi. Tiếp tục nhá, là phần tiếp theo mình sẽ đi về phần Instagram. Ở trong này mà những bạn nào mà chưa chạy Instagram á thì mình khuyên là các bạn nên chạy Instagram đi. Nếu mà không chạy thì các bạn đang bỏ phí rất là nhiều sale. Sale của mình bây giờ đến từ Instagram nhiều lắm. Nhất là mình đã bảo là những cái bạn nào mà audience tầm khoảng từ 45 tuổi trở xuống thì các bạn mà không chạy Instagram là các bạn có thể nguồn traffic kinh khủng. Thì chạy Instagram đi. Nếu mà các bạn chạy Instagram mà chạy cùng mà để chạy easy post thì các bạn sẽ không click vào và không tạo được cái nút CTA. Thì các bạn cái này các bạn lúc thực hành thì các bạn sẽ biết. Vừa nói thì khi nào các bạn thực hành á, mình quay video mình sẽ chỉ cho là tạo cái nào để mà tạo được cái nút đấy. Tuy nhiên á, để mà xếp á thì các bạn nên chạy Instagram á. Nếu mà các bạn đã xác định mà chạy Instagram á thì mình bảo ngay từ đầu lúc phải lên post ngay từ đầu của cả Facebook là các bạn nên chạy URL redirect. Thì làm gì? Để khách hàng nó dễ nhớ cái link mà vào hơn. Trong trường hợp không có cái nút để click vào thì nó còn gõ được cái link để mà vào. Thứ hai nữa là nó còn nhớ đến cái domain với cả cái brand name của mình. Còn các bạn cứ google.abc.xyz nó nhớ cái đấy nó quên cha rồi thì đừng nó vào. Thế nên là các bạn sẽ phải lưu ý cái đấy. Ngoài ra Instagram còn các bạn còn có hai cái nguồn để mà lấy sale từ Instagram. Thứ nhất, tức là ba nguồn. Thứ nhất là các bạn chạy ad rồi không có gì. Thứ hai, nó có Instagram, nó có một cái kiểu sale từ ngày xưa phổ biến cách đây tầm khoảng 7, 6 gì đấy, 2010. Nhiều, rất là nhiều bạn chạy đấy mà nhất là các bạn chạy về những cái nick như là thời trang này, rồi cái nick về sport, rồi home kitchen là hai kiểu này. Đấy là các bạn đi thuê influence. Influence là gì? Là những cái người nổi tiếng trong cái nick đấy. Để làm gì?
để người ta quảng cáo. Các bạn thường đó, các bạn gõ vào influencer thì trong cái Google nó sẽ hiển thị ra rất là nhiều chỗ để mà thuê. Thì nhiệm vụ của những người đấy là gì? Các bạn sẽ trả tiền cho những người đấy để người ta làm gì? Người ta post. Nếu mà có nhiều người nhá, có nhiều người thì người ta chỉ cần lấy cái ảnh của mình để người ta post thôi, cái ảnh sản phẩm á. Có nhiều người thì nó yêu cầu là mình ship sản phẩm cho nó mặc vào hoặc là nó dùng, rồi nó sẽ làm video nó post cho mình, dạng như vậy. Nó tùy cái sản phẩm của các bạn. Thì ở đấy thì ra sao, các bạn thường phải trả khoảng mấy chục đô cho vòng, trong vòng khoảng 24 tiếng, thì dần tầm đó khoảng mấy chục đô. Thì những người đấy người ta mà upload lên cái Instagram có rất là nhiều follow, vài trăm nghìn triệu gì đấy follower, thì đó là một kênh như kiểu là người ta quảng cáo vào, và nó sẽ thường nó sẽ tag luôn cái Instagram của mình, và người ta vào, người ta sẽ mua, người ta sẽ vào Instagram, người ta click vào cái description là có website của mình, vào người ta tìm sản phẩm đấy, người ta đã mua. Thì đấy là một cái nguồn khá là lâu rồi. Ngoài ra các bạn có thể xây Instagram free traffic. Thì cái nguyên tắc xây Instagram thì nó rất đơn giản thôi, từ bao đời nay này nó cũng chỉ có một nguyên tắc cơ bản của để mà free traffic Instagram là các bạn đi làm gì? Các bạn đi follow, các bạn đi follow người khác thì tầm khoảng 15-20% thì đấy người ta follow lại mình, là dạng vậy. Nhất là những cái bạn nào mà view Instagram nick á, những cái nick á, thì các bạn đi follow rất là tốt, thì mình sẽ cung cấp cho các bạn cái tool và cái phần mềm, tên phần mềm đó, thì các bạn cài vào. Có một phần mềm dùng trên desktop và một phần mềm dùng trên mobile, các bạn dùng cái phần nào mềm nào cũng được. Thì cái đấy làm gì, nó chuyên đi follow người khác, xong rồi đến tầm khoảng 7.500 hết limit rồi thì nó lại có chức năng là unfollow đi, unfollow đi, xong lại follow lại lượt mới đó. Thì các bạn cho những nhân viên nào mà chăm á, thì một tháng các bạn cũng xây được tầm khoảng 10.000 và 15.000 follow ở trên một Instagram là chuyện bình thường. Ngày xưa thì rất là nhiều, bây giờ Instagram nó hơi khó hơn, là ví dụ như follow trong khoảng bao nhiêu giây đấy thì nó sẽ khóa lại và nó phải bao nhiêu lâu nó cho follow tiếp. Nhưng mà một tháng các bạn làm khoảng 10.000 là được, là đến, vẫn làm được. Đấy là cơ bản của Instagram. Và mình muốn nhắc lại là để chạy ads với Instagram thì các bạn nên là chạy cái URL redirect, link rút gọn, và chứ các bạn link rút gọn kiểu domain á, chứ các bạn đừng có nên chạy kiểu những cái link rút gọn ở ngoài như go.gl gì đấy, nhìn nó hoa mắt cha luôn. Rồi, cơ bản Instagram thì thế. Tiếp theo là một cái hình thức mà mình bảo với các bạn ngay từ đầu mà các bạn không hiểu. Ai làm Amazon thì biết, chứ còn ai không làm Amazon chắc không biết. Đó là các bạn cứ thấy mình bảo là private label là gì, xong rồi nhắc các bạn là các bạn chỉ làm dropship được trong vòng tầm khoảng 1 đến 2 năm nữa, xong rồi các bạn sẽ chuyển sang private label. Nhưng mà các bạn sẽ không hiểu là private label là gì. Private label là dạng như kiểu các bạn sẽ build một cái brand riêng của mình. Nghĩa là dropship là gì? Dropship là mình sẽ quảng cáo hàng ở supplier và supplier sẽ ship cho khách hàng, đúng không? Thì dropship thì có ưu điểm của nó là các bạn có thể bán bao nhiêu sản phẩm tùy thích, bởi vì các bạn sẽ không phải stock hàng, bán giá bao nhiêu tùy thích các thứ. Nhưng mà dropship nó có bị một cái nhược điểm, mà thứ nhất là nó ship từ Trung Quốc đi, cho nên ship nó sẽ rất là lâu. Thứ hai là vì là nó ship từ Trung Quốc đi, cho nên là nó mãi muôn đời là mang một cái mang tiếng là cái hàng Trung Quốc rẻ tiền đó. Cho nên là các bạn không thể nâng tầm cái level business của mọi người, và mọi người chỉ là cứ ăn sổi như vậy thôi. Thì cái brand private label là các bạn scale up cái business lên một chút, và các bạn hình thành những cái brand là các bạn sẽ có những cái bộ dạng, những bộ nhận dạng thương hiệu các thứ này nọ. Thì nhiệm vụ của các bạn về cái cơ bản thì về cái mô hình private label thì mọi người cứ hình dung là các bạn sẽ đi lấy hàng theo số lượng của Alibaba 1688. Nếu các bạn nào biết tiếng Trung thì các bạn sẽ lấy hàng ở 1688 sẽ rẻ hơn chút đó. Xong đấy các bạn sẽ ship về kho của Mỹ và bán cho khách hàng. Đấy là cái thứ nhất. Nhưng mà cái đặc thù của cái private label này là các bạn sẽ phải làm được một cái brand, và các bạn phải có một cái bộ nhận dạng thương hiệu riêng, với những hộp, logo, tên, tè thứ, package đi trong cái hàng đấy, và các bạn ship về kho. Và khi khách hàng mua hàng đấy thì người ta vẫn đang nghĩ là cái hàng đấy là của một cái brand nổi tiếng hoặc một brand nào đấy ở Mỹ. Thì làm brand rất là khỏe. Các bạn chỉ cực lúc đầu là cực để xây cái traffic cho cái brand thôi. Còn khi các bạn đã làm brand rồi á, thì cái lượng loyalty customer quay về rất là nhiều. Bởi vì nói gì rồi nói, một cái thương hiệu thì nó cũng bao giờ nó cũng tốt hơn là một cái website mà không tên không tuổi. Thì mình sẽ lấy ví dụ cho các bạn biết về một cái hình thức private label, và mình biết chủ cái này là ai luôn. Em vào đây ra step tan được cái gì đó. Skeleton. Ngồi à.
Đây là một cái hình thức về private label. Các bạn nhìn thấy nó bán sản phẩm là cái gì? Lòng tay thôi. Rồi khai kéo xuống, từ từ lên. Rồi các bạn sẽ nhìn thấy giá của nó đang là bao nhiêu? 89 này, 89.99, 90, nói chung là rất là đắt bởi vì nó là một cái brand thời trang rồi. Các bạn vào website này thì sẽ nghĩ đây là một cái hãng vòng ở Mỹ đúng không? Một cái hãng công nghệ ở Mỹ là một cái hãng vòng ở đâu đấy ở nước ngoài và nó bán những sản phẩm rất là tốt, rất là đắt. Đó, nhìn như này. Em vào Instagram của nó đi để xem một cái bộ package của nó là thế nào. Dưới chưa đăng nhập nữa. Không cần phải đăng nhập đâu. Tức là nó đóng hết mấy cái hộp và nó bán hết văn phòng anh em bữa nay có bị bản chậm không? Viettel có ba ngày rồi chưa đi văn phòng. Viettel bị vấn đề gì ấy? Chứ mọi người nhìn vào là mọi người sẽ nghĩ đây là một cái hãng vòng gì đấy nổi tiếng đấy, làm đồ yêu làm thế. Cái package của nó đâu giờ chụp xong con mày xem dưới mày chậm quá à. Ví dụ đây à, thôi được kéo xuống dưới đi. Đây hộp kìa, cái này chỉ có hộp không có cái nó ghi to cả đi. Tiền. Cái này là chủ tiền, làm private label các bạn chỉ phải chủ tiền hết bởi vì là hàng thật, brand thật. Các bạn sẽ thuê người chụp. Private label về thời trang á thì thường thường nó sẽ là hộp này, hộp có logo này, cạc này, tần tật thứ thì mọi người nhìn thấy chính là cái một cái bộ. Đây, cái ảnh đúng của nó đây này. Đây là một cái bộ mà khách hàng thì ví dụ mua một cái vòng của cái hãng này nhận được sẽ là một cái hộp, cái này trong này hộp này có cái tag nữa. Nói chung là nó xây được những cái bộ nhận dạng thương hiệu riêng của nó và khách hàng mua thì đã nghĩ là đinh ninh là mình sẽ mua một cái sản phẩm hàng hiệu ở Mỹ gì đấy đúng không? Rồi bây giờ xem là nó lấy ở đâu và Alibaba đi. Alibaba.
thì có được mày bán đi ví dụ một cái domain là với cái sản phẩm của mày, mày có xác định sản chết cho nó đến 5 năm 10 năm thì mới nghĩ chuyện lâu ra. Còn ví dụ mày bỏ đâu mày bán mày cái VPN sau đó mày bỏ mày không thích là mày bỏ thì đó thì ý tao nói là mày có mày xác định cái gì mà mày sẽ chết với nó thì mày phải làm lên kiểu đây là hình thức khá là cao cấp của Dropship mà ông tổ cái này ở Việt Nam chắc là Khải Siêu. Khải Siêu thì các bạn biết là lấy hàng Trung Quốc về gắn mác Khải Siêu, cái này cũng tương tự lấy hàng Trung Quốc về đó, cái kiểu kiểu này đi kiếm em vẫn thôi lên này, em vẫn thôi cái này để cho nó hiện nhiều. Ông tổ của Việt Nam đó. Ok, để đây là nhập kéo kéo. Đây, nhìn nó những cái vòng kiểu dạng dạng như này. Đây là những cái loại rẻ tiền rồi. Còn mình biết chủ của trang đấy nó lấy cái vòng lava này tầm khoảng $4 $4 trên một cái vòng. Thì mọi người cứ tưởng tượng là vào đây, ví dụ như tháng đấy thì sẽ tìm những cái vòng, một cái vòng nào cũng giống kiểu kiểu như này, kiểu kiểu, kiểu như này, kiểu, kiểu như trên này này nó cũng giống. Đó, thì nó lấy một cái vòng tầm khoảng $4. Rồi xong là công tác thứ hai là nó sẽ thuê lại mạ trắng và mạ vàng cái vòng hết tầm khoảng 0,7 cho đến $1 một cái vòng nữa là $5 cộng với cả nó sẽ mua, nó sẽ design những cái hộp kia các thứ là $0.5 nếu mà mua lót 1.000 cái thì sẽ là $0.5 một cái thì total nó rơi vào tầm khoảng $6-$7 gì đấy là một cái base code của nó. Xong rồi nó sẽ ship về Mỹ. Thì nếu mà các bạn làm ship về Mỹ thì mình có một cái kho gợi ý cho các bạn, đấy là Whiplash, trang getwhiplash.com. Thì nó lấy tầm khoảng $3 trên một cái đơn hàng order của phí lưu kho. Còn ship thì nó lấy $3 nữa, phải là total $6 trên phí lưu kho. Còn warehouse thằng này thì mình không biết, mình chỉ biết là nó làm cái này thôi. Đó, thì nó sẽ bắt tầm base code tầm khoảng kể cả phí ship lưu kho tầm khoảng 11, 12 giấy và nó bán giá bao nhiêu? 8 mấy 99 là chuyện bình thường. 8 mấy 99 là chuyện bình thường. Thì đây là một cái mô hình để cho mọi người hình dung private label là gì. Lấy về, lấy hàng Trung Quốc về, làm lại brand, làm lại các thứ, có thể custom lại được product. Đó, rồi và xong đưa ra làm thành một cái hãng. Còn cái hãng mà chắc là một cái ví dụ mọi người dễ hiểu hơn về cái private label thì mình lấy một cái hãng cho mọi người biết là mọi người đều biết cái đồng hồ Daniel Wellington không? Đó, biết. Đúng không? Trời ơi, ông nào không biết vậy, có bạn gái chứ mà không biết. Mình nghĩ ông nào có bạn gái hoặc vợ rồi chắc đều biết. Chưa bị bạn gái hay vợ đòi thì chứng tỏ là đây là cái dòng sản phẩm mà để lại như kiểu là cái dòng sản phẩm Daniel Wellington. Các bạn nghĩ cứ nghĩ các bạn nghĩ bọn này là bọn sản xuất rồi làm hết từ A đến Z, sai hoàn toàn. Bọn này cũng là một bọn về private label và cái công việc chính của chúng nó ở Mỹ là chúng nó làm về marketing, còn lại về sản xuất về hàng chúng nó lấy là em có và Alibaba Alibaba em có bảo là NATO OEM nói chung là các OEM thực ra đồng hồ thì mình nghiên cứu rất kỹ bởi vì ngày xưa mình đã từng định làm một cái hãng đồng hồ ở Việt Nam, hiện tại bây giờ nó có một bọn làm trước thì bọn đấy cũng là một cái bọn làm từ dropship ra, mình biết luôn bọn chủ của cái hai cái inbox ngày xưa là cái một cái mô hình subscription box mà mình nói tiếp theo á, là chủ cái đấy ra làm một cái hãng đồng hồ Kunon là cái hãng đồng hồ ở trên Việt Nam. Thì đây ví dụ như kiểu kiểu như này này là các bạn nhìn thấy giống Daniel Wellington chưa, nó là cái, một cái
hay là OEM. Ừ, đúng dần dần vậy. Thì các bạn sẽ đặt được những cái gì? Các bạn sẽ đặt custom được là ví dụ các bạn sẽ custom được từ cái dây này, từ cái ví dụ như cái bắt là cái khóa, các bạn có thể khắc tên hãng này, từ cái nút vặn á các bạn có thể khắc tên hãng này, các bạn có thể custom lại được cái mặt đồng hồ, cái màu đồng hồ, nói chung là các bạn có thể custom lại tất tần tật mọi thứ và các bạn đem ra làm một cái brand dần dần vậy. Đó. Thì cái mô hình private label thì các bạn hình dung là đấy là một cái cách mà các bạn build brand, các bạn làm một brand và các bạn bán giá cao và các bạn xây dựng một cái thương hiệu riêng. Tất nhiên là xây dựng một thương hiệu thì nó rất là nhiều công đoạn, nó khác với cả dropship rất nhiều, bởi vì các bạn sẽ phải đầu tư vào hình ảnh quảng cáo và customer service. Nhưng mà profit thì nó sẽ mang lại nhiều hơn dropship rất là nhiều, và thứ hai nữa là nó sẽ là lâu bền nữa, nó là một cái long term business lâu bền hơn là các bạn làm đơn thuần. Nên các bạn có thể private label thì các bạn có thể hình dung nó là kiểu như kiểu là xa xôi lắm, nhưng mà thực ra là private label các bạn có thể làm ở Việt Nam cực kỳ tốt. Như là các bạn có thể đem những cái hàng Trung Quốc về làm thương nghiệp, ví dụ như bọn này. Về private label thì mọi người nên mở rộng mindset. Nếu mà mọi người không đủ khả năng làm private label ở bên Mỹ chẳng hạn, bên nước ngoài, thì các bạn có thể làm private label ở Việt Nam chẳng hạn. Nghĩa là các bạn cứ lấy hàng và làm brand em nhập về Việt Nam là chuyện bình thường, Khải Siêu cũng làm được. Rất là nhiều mặt hàng OEM ở bên Trung Quốc và các bạn có thể đặt hàng, các bạn về làm thành một brand ở Việt Nam. Mỹ phẩm kem trộn này nọ toàn là private label không chứ. Nghĩa là các bạn có thể mở rộng cái mindset ra, làm một cái business lớn hơn, thì các bạn hãy nghĩ đến private label. Tìm những cái hàng nó quá xa xôi ở bên Trung Quốc, mọi người bán đi Mỹ, mà mình biết có rất là nhiều team mới làm private label. Ví dụ như là hôm trước mình đang có ví dụ ấy, nó lên lấy đồ ở Sapa các thứ, đồ thổ cẩm, những cái đồ gì đấy ở nước ngoài không có, nó về nó gắn mát thành event và nó bán sang bên Mỹ chẳng hạn, số lượng cũng rất là kinh khủng. Nói luôn là em có làm việc nhận. Nhưng mà từng bước đi thì có hướng dẫn rồi. Khóa nào? Anh muốn làm về private label không? Sau này cơ. Sau này có. Thì tất nhiên là trong ai đang làm private label em sẽ hướng dẫn cho em. Còn em đang làm private label về một cái dòng nhấn về tôn giáo nó gì gì chủ một sáu có em. Nhưng mà cái tốn tiền quảng cáo nhiều lắm. Thực ra nó cũng chạy kéo bình thường rồi, nhưng mà tụi anh sẽ phải tốn tiền về marketing, những cái kênh marketing khác mà quảng cáo. Anh phải làm email marketing nó đẹp các thứ, rồi customer service lại được tốt nha, dạng vậy.
với cả là anh phải bọn em làm là bọn em phải mua mua những cái dạng như kiểu những cái Scroll mini anh không phải đẹp, anh không được, anh không lấy hạn, anh không lấy được. Em có một đội hả? Sao cho nên được, bởi vì trong cái nick đấy lại vẫn đang bán rất là nhiều sản phẩm dropship. Không, em chả đăng ký. Nó thực ra là nó nghĩa là cái với cái trường hợp của Daniel Wellington là nó lấy những cái đồng hồ OEM ở Trung Quốc, và Trung Quốc thì có rất là nhiều sản xuất, nhà máy sản xuất ra chất lượng y hệt nhau, thì mình cũng không biết là nó lấy của cái nhà máy nào, nhưng mà cái chất lượng nó như nhau. Cái hãng của cái OEM nó không quan trọng, bởi vì cái hàng OEM thường bán là nó bị mất hãng, nghĩa là sau người ta mua để làm gì, để người ta gắn cái hãng của người ta lên mà. Cho nên cái hãng OEM đâu quan trọng đâu. Hàng ở Việt Nam. Kéo chạy chụp lên, chụp sản phẩm lên. Anh thuê người ở làm chụp ảnh đẹp lên chạy đẹp thôi. Nhưng mà nếu mà private label mà anh làm bao ni lông thì nó cũng hơi... Nghĩa là hàng ở Trung Quốc hành đấy. Nghĩa là bây giờ anh có người bên đấy không? Amazon thì chị lò pha luôn để ăn lấy cho. Không, chụp thì có. Thì anh ví dụ anh làm một cái bộ viết cho đẹp, anh chụp rồi anh chạy em. Lúc nào nó à lúc ra luôn cũng có hộp rồi hả? Thì anh để xem luôn bán được không đã? Bán được cái rồi là em phải đợi một thời gian rồi xem năng lượng bán được không? Bán được thì bán được thì làm lại. Đương nhiên là gửi sang thì nó hơi ngặng cái chip. Thế chắc phải nạp ơn Trung Quốc nha. Được. Anh chạy quảng cáo cho anh lấy đơn thì anh vào ăn đơn anh điền mua vậy thôi. Đây, ví dụ một cái thằng làm private label cho thị trường Việt Nam. Mình nghiên cứu rất kỹ về cái này, thì trước là mình nhất thực là định làm rồi, nhưng sau lười quá không làm nữa. Những cái mẫu logo này đặc dạng như vậy nó sẽ lấy. Những cái mặt hàng này nó sẽ lấy hàng ở bên Trung Quốc về, nó bọn này nó chỉnh lại gì, nó chỉnh lại cái nút bấm là một, nó thiết kế cái mặt đồng hồ này, nó vẽ thêm cái này là hai, bởi vì vẽ thêm mình tìm rất nhiều hàng ô em không có bọn này đó, và nó thêm một cái logo của hãng ở đây là ba chữ là thế. Còn da thì chúng nó bảo là da chúng nó gia công ở Việt Nam, nhưng mà mình nghĩ là cũng Trung Quốc nốt làm dạng như vậy. Và nó đây là nó tự hào là, và nó đang được PR rất tốt, là cái hãng đồng hồ đầu tiên ở Việt Nam, thương hiệu Việt Nam. Thì ok, thương hiệu thì Việt Nam, nhưng mà vấn đề là hàng nó cũng đặt là hàng Trung Quốc sản xuất thôi. Đó, thì về mindset làm private label thì các bạn cứ hình dung là các bạn sẽ lấy hàng chủ yếu là Trung Quốc, hoặc là nếu các bạn có nguồn hàng ở Việt Nam càng tốt. Và cái quan trọng nhất, và cái thường thường nó không mua ở trên web đâu, mà nó mua ở Facebook nhiều, COD nhiều lắm. Cho nên là trách cái này nó không đúng đâu. Còn Việt Nam có COD không à? Đẹp mọi người nên nhớ, chỉ cần mình nói qua thôi, là mọi người nên nhớ cái mindset. Cái mindset của làm private label bao giờ cũng là các bạn sẽ phải làm được một cái thương hiệu riêng. Cái đấy là quan trọng nhất. Các bạn làm được một cái brand riêng, và các bạn sẽ bán những cái sản phẩm của brand của mình.
thì các bạn có thể bán được giá cao, bởi vì mỗi brand có một tính năng riêng, không ai đi so sánh được, không ai đi so sánh được cái vòng của ông này hay là vòng của ông kia, tại sao thằng này giá thấp và thằng này giá kia giá cao vậy, nó sẽ không ấy được. Ví dụ như là cái túi tràn kết mấy trăm nghìn, túi LV đến 2-3 triệu chẳng hạn, thì chúng nó sẽ không so sánh được những giá đấy, cho nên các bạn sẽ có thể để giá thì tốt. Và nói thật là bây giờ ở cái hình thức này thì bây giờ các bạn đi ra ngoài đường hay các bạn mua hàng thì rất là nhiều hàng mà mình đang sử dụng cũng là toàn là hình thức về private label hết. Đó là một hình thức về long term business đó. Các bạn làm mà muốn là scale up lên mà muốn làm long term thì các bạn có thể nghĩ đến về private label. Tiếp theo một cái hình thức khác, hai cái hình thức private label và hình thức này thì nó hơi advanced chút, các bạn nghe thì để tham khảo thôi, các bạn nào có khả năng thì mới làm. Cái này thì mình biết chắc là chưa có ai làm, bởi vì bọn mình cũng chưa dám làm. Cái sắp bắt phải là hình thức gì? Khi các bạn mua hàng bình thường, dropship hay private label hay là POD hay là cái bỏ ngoài gì đấy, thì đều có một cái công thức chung là các bạn vào xem hàng đúng không, chọn hàng thích đúng không, rồi mới mua, trả tiền rồi mua. Nghĩa là gì? Nghĩa là các bạn biết là các bạn mua cái món hàng gì đúng không, rồi các bạn biết là các bạn sẽ nhận được cái gì, trừ cái thằng nào mà mua A ship B thì chịu thôi. Còn sắp bóc nghĩa là gì? Sắp bóc nó lại đi ngược lại cái mô hình đấy. Sắp bóc nữa là các bạn sẽ trả tiền trước và các bạn sẽ đếch biết là mình sẽ nhận được cái gì. Tại sao lại có những cái kiểu mua kiểu lạ như này? Nó hay áp dụng cho thường là các cái website membership chẳng hạn, dạng vậy. Hay là có những website thuần về sắp bóc luôn, nghĩa là các bạn đóng phí hàng tháng, thường nó lấy phí hàng tháng tầm khoảng từ giá trung bình là tầm khoảng từ 20-29 đô. Các bạn đóng phí hàng tháng, nếu mà đóng phí 1 năm thì giảm đi bao nhiêu phần trăm đấy. Và mỗi một tháng bọn này nó sẽ gửi về cho các bạn một cái hộp sắp bóc, mà nó sẽ gửi về một cái hộp. Trong cái hộp đấy là tháng này là những cái item này, tháng sau là những cái item khác, nghĩa là mỗi tháng một item mà các bạn không biết được trong cái item và trong cái hộp đấy nó sẽ là những cái gì. Thì mô hình là chắc em mở ra sang những website và spread ra bóc. Đây là những phần cuốn. Mà biết cái chú đang có nốt ở Việt Nam là không biết nhận về gì, nhưng mà cuốn lúc nào mà mai không tâm tên của mai đi đâu. Nhận về gì nghĩ là mua cái ú hòa luôn. Đây, đây là một cái ví dụ hình dung về sắp bóc. Đây là một cái website sắp bóc rất là nổi tiếng, Spreza Bóc. Các bạn nhìn thấy gì đây không? Tắt cái này đi. Cái này level cao hơn nữa đúng không? Nhìn thấy không? Tắt cái này đi. Đây, như các bạn nhìn thấy này, nó sẽ gửi một cái hộp xanh xanh này. Trong hộp là những cái item nhỏ 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 như này. Và khách hàng sẽ đóng một tháng là bao nhiêu đô? Tầm cái này là như 29 đô phải không? 28 đô một tháng. Thì cái hàng mỗi tháng nó sẽ gửi về cho một cái hộp, trong một hộp tùy tháng khác nhau nó sẽ gửi những cái item khác nhau. Thì đây là mô hình các bạn hiểu về sắp bóc. Thì các bạn muốn làm sắp bóc ở trên Shopify thì nó có một cái app, chắc anh giới thiệu cái app đấy đi anh. Recurring. Mình sẽ giới thiệu trước là có một hình thức mà các bạn có thể áp dụng được khi dùng hình thức này luôn. Đây là cái app là chủ yếu để các bạn làm sắp bóc. Thì cái này các bạn có thể áp dụng cho các bạn trong hình thức gì? Nếu mà các bạn nào bán POD ấy, các bạn nào bán POD và bán nick chẳng hạn, thì các bạn có thể bán thêm một cái gì? Bán thêm membership. Membership là gì? Bán thay vì mày cứ mua áo thì bây giờ mày mua một cái membership đi. Đấy, mỗi tháng tao sẽ gửi cho mày một vài cái item gì đấy bọn tao design ra, thì cái lượng khách mua đã có nhá, nhiều người bán rất là tốt. Nghĩa là thay vì mình muốn chọn đấy, mỗi tháng tao sẽ gửi cho mày một hoặc hai cái design mới vào trong một cái hộp thường dạng của em và gửi cho mày. Thì nó dạng như kiểu bán kiểu membership ấy. Thay vì như kiểu các bạn mua những cái website về template chẳng hạn về đấy, thì thay vì mua những website thì bây giờ mày mua mày một gói membership và mỗi bọn tao cứ có cái template nào mới thì mày được download về hết chẳng hạn như vậy. Thì cái này cũng thế, các bạn sẽ bán là một cái membership. Bây giờ mày mua một membership đi, hàng tháng tao có bao nhiêu design mới thì tao sẽ chọn ra một cái gửi mày, một hai cái thì gửi cho mày dạng như vậy. Thì một cái hình thức khá là mới, các bạn có thể quan tâm. Đúng rồi, nó là bán sắp xếp subscription.
Từ buổi sáng đến giờ có bạn nào tham khảo cái gì hay là có ý kiến gì chia sẻ không?
các bạn nào muốn hỏi lên từ buổi sáng đến giờ thấy mặt phê lắm rồi. Rồi bạn nữ đầu tiên warehouse nữ dynamic cái DBA á chắc là để về mình quay video tại vì bây giờ trong shop nó chưa có brush nào. Đó, thì chắc là về mình add thêm tầm một vài chục cái brush trong shop á, xong này mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách tạo fit và lên DBA, lên cái add DBA. Đơn thuần nó chỉ đơn giản thế này này. Mọi người tạo fit ở trong Shopify. Rồi em vào trong Shopify lại để một kể cả một cũng được. Kể cả một cũng được, không sao đâu. Một sản phẩm cũng được. Có một thì nó sẽ chỉ đi đừng sợ SN. Đi đừng sợ SN thì đúng rồi, app thì nó sẽ tự làm luôn. Còn đây là mình hướng dẫn cho các bạn làm từ thủ công. Phải học chứ đủ. Admin chứ. Rồi cách để mà các bạn tạo DBA bằng tay như này, như là các bạn vào phần app, các bạn vào phần bàn phím số này, Gracias.
người. Là video. Chắc video. Cái này chắc là mạng mà không mở được, về mình làm video cho mọi người dễ hơn. Chứ bây giờ mạng nó không mở được. Giờ chắc lúc thời gian chờ DBA thì còn bạn hồi nãy có bạn nào có câu hỏi nữa nhỉ? Ai còn câu hỏi gì khác ngoài DBA không? Anh có dùng chạy Google để lấy được cái Google Shopping này. Có, anh có chạy Google Shopping. Nó hướng dẫn gì video về anh làm video. Thực ra là Google Shopping thì anh có một recommend chung cho mọi người là đừng có chạy Manorbit mà chạy target theo AOA. AOA thì nó sẽ tốt hơn là chạy Manorbit. Manorbit là chạy mặc định là các bạn vào set bit là 30.000 đến 5.000, 10.000 đúng không? Thì anh thấy chạy nó không tốt bằng AOA. Các bạn set up conversion tracking xong rồi các bạn chạy bằng target AOA thử. Các bạn set là tầm khoảng 300 chẳng hạn đó. Thì chạy thường thường đấy là anh chạy tốt hơn, kết quả nó tốt hơn. Nhất là các bạn chạy build đi thì nên chạy Google Shopping. Không lên rồi. Bốn xuôi rồi. Cái DBA này chắc là về mình sẽ làm video thôi. Chứ còn cái này nó không chạy, nó không lên được nữa rồi. Đã rất cố gắng nhưng mà không thể lên được. Nói trước về warehouse đi. Warehouse em muốn biết gì về em biết, em muốn biết là có sản phẩm bán được, muốn lấy được Ali hay là như nào kiểu như vậy. Cụ thể sao? Ý là em biết là việc có sản phẩm Ali bán được rồi kìa. Ví dụ vậy. Bây giờ muốn lấy hàng nhiều về để stock ở kho, ví dụ ở warehouse ở Trung Quốc hay là Mỹ gì đấy. Đó, bây giờ việc tìm cái sản phẩm đó trên Alibaba với một số hợp tác. Thì sẽ bắt đầu deal volume. Thì Việt đang chạy rồi đúng không? Là một ngày được bao nhiêu đơn sản đó rồi? Bây giờ bán được khoảng này 20-30 đơn rồi đi. Được 20-30 đơn đúng không? Tầm nếu mà scale quá bây giờ là CVP khoảng bao nhiêu? Nói chung là lời được khoảng lời ừ đúng rồi nói đấy. Lời được khoảng 7-8 đô gì đấy. 7-8 đô hả? Tại vì nếu mà lời nhiều hơn nữa thì ý anh là cái CVP nó tốt á, có thể tiêu vài trăm cái luôn. Là 20 33 cho là 30 cho 30 đơn một ngày thì 10 ngày là được 300 đơn rồi. Bây giờ mình sẽ deal khoảng 500 cái. Deal 500 cái lên Alibaba tìm những cái vendor đó. Đó sau đó rồi PM hỏi là tải cái app Alibaba về trong điện thoại. Xong rồi PM hỏi nói là tao cần 500 cái này và báo giá. Sau đó việc nói cái bạn nhân viên á list từng thằng vendor lại, từng thông tin lại, sắp xếp tương ứng từng mức giá từ trên cao xuống. Đó, sau đó rồi mình bắt đầu mình nói chuyện tiếp là mình cần test cái sản phẩm là nó đúng như vậy hay không. Nói nó quay video lại, rồi nói nó là thời gian hỏi nó thời gian sản xuất là bao nhiêu. Đó là ba cái. Còn về phần payment đó thì mình nhờ một thằng warehouse mình trả tiền cho nó rồi nó sẽ trả lại. Bây giờ Việt cần nó bây giờ phải deal được là nó cái mức giá của Việt đã ok chưa và thời gian sản xuất là bao lâu thôi, vậy là xong. Rồi sau khi mà ví dụ là mình nói là warehouse ở Trung Quốc đi. Thì là từ Trung Quốc đó thì là cái những cái phí nào tiếp theo khi mà từ khi hàng mà từ bên supplier Alibaba họ ship tới cái kho đó rồi nó ngoài cái tiền hàng ra đúng không, nó sẽ có một số phí như sau. Thứ nhất là cái phí ship từ cái supplier đến cái warehouse nhưng mà nó không có mắc rẻ lắm. Cái phí thứ hai là cái phí làm hàng cho từng đơn là $1 như là bên kho mà anh đang làm. Rồi phí ship là $15 trên 1 kg nhưng mà anh nghĩ cái sản phẩm của Việt chắc là sẽ là nhẹ đúng không? Khoảng bao nhiêu ký? Khoảng bao nhiêu gram? Nó chỉ cỡ 100 gram thôi. 100 gram à, chắc $1.5 cho $2 đi. Cho $2. $2 cộng $1 là $3. $3 mà cái pay cost của Việt hiện tại AliExpress là bao nhiêu? Bezos này Ali là khoảng tầm $3 mấy. $3 mấy là $6. Đó là nó chỉ tầm chừng $6 là hết rồi. Tức là shipping là tính theo ký. Shipping là thì tính theo ký. Cộng thêm là phí handling đúng không? Đúng rồi, chỉ có hai phí đó là hết rồi. Về kho không bị mất thêm phí nào nữa. Lưu kho, nhập kho không mất phí. Stock ở kho bao nhiêu thời gian cũng không sao. Không sao hết. Đó là cái kho mà anh làm. Thì bây giờ nếu mà Việt làm luôn đúng không? Thì nếu về làm luôn. Có nghĩa là bây giờ về Việt deal đi, Việt deal cái thằng supplier trước, anh rồi anh sẽ giới thiệu thằng warehouse nhập hàng về.
đánh thử luôn. Handling 1 đô và đúng rồi. Ship thì 15 đô trên 1 kg US. Còn những nước khác thì cộng thêm 1,5 đô là xong. 1,5 đô trên 1 ký hay trên 1 đơn hàng? Trên 1 ký á, Black Friday á là xong. Bây giờ Việt bảo bạn nhân viên đi. Bây giờ nhắn tin bạn nhân viên á, lên Alibaba tìm những thằng đã có cái keyword rồi. Nhắn tin cho từng thằng vendor. Tại vì Alibaba nó sẽ giới hạn mình một ngày mình chỉ PM được bao nhiêu thằng thôi. List hết ra, khi nào không PM được nữa thì thôi. Có nghĩa là bây giờ là 5 giờ thì bên đó, bây giờ là 4 rưỡi thì bên đó là 5, là 5 rưỡi rồi. Sẽ có nhiều nhà máy 6 giờ sau rưỡi nó mới nghỉ. Thì bây giờ PM thì trong buổi tối nó cũng sẽ trả lời, có thể trả lời mình. Thường là nó sẽ trả lời mình. Có thể sáng hôm sau mình check lại hết một list là có kết quả giá rồi đó, như anh nói đó. Mà rồi bắt đầu mình sẽ deal thêm về hai vấn đề là về chất lượng sản phẩm, là nó gửi video cho mình và thời gian sản xuất. Một cái khúc mà fulfill thì là sẽ lên lấy order tải file CSV về. Đúng rồi. Fulfill mình xài hai app, một là app Export Order Pro để export cái list đó ra. Khi có tracking dùng dùng app Mass Fulfill nhập tracking vô là xong. Rất nhanh. SKU mà để mình ấy thì là mình tự đặt. SKU đó mình tự đặt thôi, nó không có không quan trọng lắm. Okay. Ừ. Và là sao? Quan trọng là điều cái giá tốt cơ. Quan trọng. SKU là barcode. SKU là cái mã sản phẩm trên từng với variant đó, từng variant nó sẽ từng có mã SKU. Anh Khang vô cái vô Shopify vô phần sản phẩm. SKU sản phẩm. SKU sản phẩm. SKU á. Em biết là SKU. Đọc SKU nghe nó sang sang nhưng mà nó là SKU. Đấy là về warehouse Trung Quốc. Của anh ấy thường là bao nhiêu khi nào em có bao nhiêu sale thì em sẽ tính cái chuyện mà em nhập lô về warehouse. Thường thì tụi em nhảy vô như test sản phẩm mà thấy vít ngon là stock liền là bán vài chục cái. Khoảng như là như Việt đó, một ngày mấy chục đơn là tụi em nhập mấy chục cái về luôn. Sau test là bao nhiêu ngày, khoảng mấy ngày? Khoảng 2 đến 3 ngày. Mình cảm nhận được là nó bán được mà, là mình biết liền. Còn nếu mà biết được sản phẩm nó cực ngon là deal mấy ngàn cái luôn. Là tụi em đã có deal rồi. Hồi trước là tụi em chỉ bán ngày là ngày đầu mấy chục sale, nhưng mà ngày sau viết lượt lên mấy trăm sale là em đã deal được là lấy mấy là mấy ngàn đơn để deal rồi. Mấy ngàn thì nó giá rẻ. Dạ. Ví dụ mình deal có thể deal theo từng cái mốc số lượng, chẳng như là tao bán được dưới 500 cái mới cho tao một mức giá. Rồi ví dụ ngàn cái mới cho tao một cái. Đúng rồi. 5.000 cái mới cho tao với mức giá khác. Đúng rồi. Lấy hàng trước. À, chính xác, nó sẽ có những cái mốc hàng trước. Thì nó là cái quá trình mình bán trước đấy rồi xong mình điêu. Thì mình cứ bán để nó đã coi như là nó đã confirm với mình. Để chẳng hạn như mình dự trù 3.000, lỡ mình bán được vượt mức trong quá trình đấy thì mình bán. Đúng rồi, thì mình phải điêu tiếp. Thì nó sẽ cho mình giá sẽ giá tốt hơn. Nói chung volume lên cao nó sẽ có giá tốt hơn. Thường á là nếu mà 500 thì 1.000 á, nếu mà supplier nào á mà nó discount quá nhiều á, cẩn thận. Dạ đúng, chính xác là em đã bị luôn. Discount quá nhiều là cẩn thận. Có nghĩa là giá cực kỳ tốt nhưng sản phẩm không ra gì hết. 500 đến 1.000 thì nó chênh lệch nhau không có nhiều đâu, khoảng 0.2 đến 0.2 đô thôi. Ừ. Nhưng mà nếu mà thằng nào mà nó giảm xuống cho bạn 1 đô, 2 đô là nó scam. Không phải dạng scam theo kiểu là nó bùng, mà scam theo kiểu chất lượng sản phẩm đó. Làm qua lo theo kiểu giá Ali với cả giá mà mình deal nó giá đấy đã giảm lắm rồi. Lên từ 500 đến 5.000 thì đương nhiên. Với sản phẩm nó tầm 1 đô thôi. Ví dụ là sản phẩm của Ali nó khoảng tầm như Việt là 6 đô đúng không? Anh nghĩ sẽ từ 4 đô trở xuống. Nếu mà deal tốt là 3 đô rưỡi, ai phải đảm bảo luôn. Đảm bảo luôn. Như Việt nếu mà deal được vậy là sẽ cái profit sẽ tăng lên rất rất nhiều luôn. Có thể là từ Việt đang nó bán là 6 đô đúng không? Nếu mà deal được sẽ lời thêm 2 đô, hơn 2 đô trở lên. Tự tin viết, tự tin scale luôn. Khi mà mình deal được với shop đấy, thì trong những cái thời gian để chờ hàng mới ấy, là mình tiếp tục bán á? Tiếp tục bán mà mình vẫn order bên Ali là mình chờ hàng về để ship. Đợi anh? Đợi rồi ship luôn. Thời gian quốc thì gian thôi. Thời gian từ dạ đúng rồi, mình sẽ bị hai cái rồi, thời gian sản xuất, thời gian sản xuất là mình cũng phải chờ ấy. Mình phải điều chỉnh á, tại vì thường tụi em sẽ điều chỉnh là từ 4 đến 6 tuần
tại thường vì cái volume đó nó sẽ 3 tuần để sản xuất á. Theo cái volume mà 1.000 trở lên sẽ 2 đến 3 tuần. Bọn em bên nó có chịu giao từng phần không? Có cái anh. Thằng là nó có giao từng phần luôn. Thì là bán gối đầu đúng không? Dạ đúng rồi, bán gối đầu. Ví dụ như em order mấy ngàn cái, nó giao trước khoảng 1.000 cái hoặc mấy trăm cái là nó cho bán gối đầu. Nhiều thằng của chuối nó cũng giao từng đó, thì đó là nó phải đi lấy từng khác. Đúng rồi. À, còn về cái phần mà hàng từ cái vendor qua warehouse thì là có những cái thằng vendor nó đã đảm bảo với mình cái việc ship hàng này kia, mọi cái chi phí này kia thì tính trong cái việc mà mình phải thanh toán cho nó rồi đúng không? Như anh đã xe là không nên, mình không nên kêu nó bao giá ship luôn. Mình nói là mình sẽ chạy giá ship khi mà giao hàng tới. Phải chạy giá ship khi giao hàng tới chứ đừng kêu là bây giờ mình cứ tính giá ship hẳn rồi bao nhiêu là cộng vô, không nên như vậy, nó sẽ markup giá cách thực tế. Có nghĩa là chỉ cần trả giá là giá sản phẩm thôi, sản xuất thôi, là ở đo của nó luôn. Còn phí phát sinh từ đo của supplier tới đo của warehouse là do mình trả. Mình trả theo thực tế, nó sẽ tốt hơn. Đúng rồi, mình sẽ có hai đợt thanh toán như anh nói hôm qua là 30% là sẽ deposit trước là nó sẽ bắt đầu sản xuất. Được. Mà nó nói là hàng đã sản xuất xong, mình chuyển 70% còn lại là nó sẽ giao hàng cho mình. Dạ đúng rồi, chuyển ra. Anh cho hỏi, bên em đang làm là như là em có warehouse, thì thằng warehouse đó nó xuất sinh cho em, hay là em sẽ tự deal với cả bên Alibaba? Cả hai á. Nếu mà 1688 em luôn đưa cái link cho nó để nó tự deal. Còn một Alibaba là do em tự deal. Dạ đúng rồi, tiếng Trung với lại nó dạng local hơn thì đưa cho nó deal. Với cái thứ ba là do nó tự tìm đó. Nhưng mà sao bên Alibaba nó còn một bản nữa, bản tiếng Trung á, thì có nhiều cái hàng ở trên bản tiếng Trung á thì nó lại không có ở trên bản tiếng Anh không có, và bản tiếng Trung có. À cái này là em không biết luôn. Nó có hai bản ship. Cái này bản, em... cái bản tiếng Trung á là do người bạn của anh dành làm ở Trung Quốc mới biết. À bản thì xài bản tiếng Trung thôi. Đúng không anh? Đúng không? Thật sự cái này là em không biết. Thanh toán bằng nhân dân tệ. À còn có nghĩa khi mà anh chuyển sang cái chế độ là tiếng Trung không Alibaba, vendor nó đăng ký là đăng ký Alibaba tiếng Trung. À còn vendor mà khi mà mình hay làm á là vendor là tiếng Anh. Dạ thì hai thằng vendor nó khác nhau, là hai website khác nhau luôn, cái website là Alibaba nhưng mà giao diện khác nhau luôn. À và cái thanh toán của tiếng Trung á là thanh toán được bằng nhân dân tệ. Dạ thế anh mới hỏi là tại sao mà em không có thể deal, bọn nó biết á, bọn nó sẽ làm được cái chuyện mà deal trên Alibaba tiếng Trung á. À cái này em mới biết, cái này để về em làm. Cảm ơn anh nhiều. À còn cái vấn đề cái này là em mới biết luôn. À các như này ví dụ là sau mà mình hướng mà mình có làm được sản phẩm Việt Nam mà mình chẳng hạn mình đi được khoảng 500 đơn hàng hay là 1000 đơn hàng đi từ vendor Việt Nam mà qua warehouse bên Trung Quốc chẳng hạn để từ đấy ship đi khách hàng ấy thì mình sẽ phải share thêm những cái phần nào, vì mà hải quan rồi thuế mã này kia như nào đấy. Như anh nghĩ là nếu mà đưa cục hàng khoảng 300 thì hàng lẻ từ Việt Nam á có rất nhiều dịch vụ họ bao hải quan cho mình để mình đưa từ Việt Nam qua Trung Quốc không vấn đề gì hết. Còn khi mà sang Trung Quốc rồi thì mọi chuyện nó đơn giản hơn rồi, cứ ship hàng bình thường. Thì coi như mình cứ ship cục ấy, còn mấy cái vấn đề mà full view thì để cho bên warehouse lo. Ý là ví dụ mình đăng ký công ty này kia kinh doanh dưới danh nghĩa đấy thì thuế má này kia mình ship theo cá nhân vẫn được. Là mình sẽ đi theo kiểu cá nhân này. Đúng rồi. Vẫn là đa phần người ta đi cá nhân thôi, đi công ty nữa. Có nhiều dịch vụ nó bao thuế hết, nó bao lo, nó lo hết cho mình luôn. Thực ra mình tưởng là nhiều chứ cái volume của mình chỉ là một cái hạt cát nhưng thôi, cho nên nó vô một công mà một công lẻ nữa thì nó không quan tâm đâu, nó lo hải quan hết rồi. Anh có làm cái kho Mỹ không? Hay là hiện tại chỉ làm kho Trung Quốc? Chỉ làm kho Trung Quốc thôi. À, kho Mỹ thì anh giới thiệu cho bởi vì kho Mỹ thì bọn em dùng một cái dịch vụ này anh giới thiệu cho bởi vì anh đang dùng và trang danh Get Whiplash. Thì anh recommend các bạn này, anh nghĩ là bọn này là để mà bọn em nó có hai bọn, thứ nhất là Whiplash, thứ hai là Ship Nation. Và Ship Nation liên quan đến bọn em làm business lớn vài chục nghìn SKU ấy, thì bọn em dùng. Còn bọn em bán đơn lẻ thì bọn em có thể giữ được dịch vụ của bọn này. Bọn anh thấy là giá nó khá là ok so với những cái dịch vụ mà anh tìm được khác. Và thứ hai nữa là cái ship nó khá là rẻ, ship nó tầm $3 trên một order.
vì bạn anh ngày xưa anh làm nhẫn mà private label, một cái nhẫn, một cái hộp như này nó chỉ ship tầm khoảng $3 trên một cái order rất là rẻ, còn nếu ở trên cái phí lưu kho thì nó ghi ở đó, ở đây từ anh ở đây này. Nói chung là total khoảng $3, total anh tính là cứ khoảng $3 tiền lưu kho, phí kho trên một order và còn $3 tiền ship nữa là $6 tiền ship đó. Và anh mua nhẫn tầm khoảng 10 tiền kho, nó là cái bán nó có phần thêm đây này, cái việc tiền kho đây không phải 45 trên một cubic foot này, nhưng mà em đang tính chung ra nó tầm khoảng $3 $3 hơn một chút, một chút là không anh là kho luôn mà anh là 5.000 mét vuông bên Mỹ cho anh em luôn, cho anh em 5.000 mét vuông bên Mỹ mà. Cho nên là nếu mà Mỹ thì em có thể dùng dịch vụ này, anh thấy tốt á, anh thấy test là làm gì, nghe anh cũng full fill được hết, nghĩa là nó có một cái app ở trong Shopify luôn. Và ví dụ khi như em có những cái order mà em lưu kho chẳng hạn, em lưu kho á, thì trong cái phần product em sẽ chỉnh một cái full fill service á là Whiplash, thì nó sẽ tự nhận là nó sẽ tự nhận là cái sản phẩm này thì sẽ phải ship vào kho, còn sản phẩm khác thì nó vẫn ship bình thường nhỏ như vậy. Thì những cái sản phẩm nào mà có order mà để là fulfillment là Whiplash á, thì bên này nó sẽ bên website nó sẽ tự động process luôn, và em sẽ không cần phải làm cái gì hết, nó sẽ tự động transact order phát order bên này, nó sẽ tự động fulfill. Nhưng mà cái này thì nó sẽ trả tiền bọn em trước để đều zip, và hết tiền thì bọn em lại phải cứ nạp tiền vào đều zip vào. Nói chung là nó sẽ auto từ đầu đến cuối. Đây là cái lý do anh rất thích làm những cái kho có API với cả Shopify. Mình sẽ không phải làm gì hết, chỉ có việc là bán hàng thôi và kho nó sẽ lo cho. Minimum skill là bao nhiêu cái nào? Minimum skill đó. Hôm trước bọn em làm cái này thì em cũng không hỏi về MOQ đâu, bởi vì bọn em ship hơn MOQ nghĩa là 100. Không skill của nó thì bao nhiêu skill nó chấp nhận? SKU là cái item gì đúng không? Thì là 100 đó. Em nghĩ em nhớ là 100 bởi vì lần trước là nó minimum. Còn maximum em cũng không hỏi bởi vì em cũng chưa bao giờ hỏi đến maximum. Vì tại vì đợt trước là em cứ ship 1.000 cái qua 1.000 cái một. Nhưng mà em còn nhớ là cái con spot này, con mẹ tên là Nanitary gì ấy, thì nó bảo với em là minimum phải là 100 item, 100 SKU, 100 nghĩa là 100 cái món hàng. Trong đi sang nó không quan tâm đấy là bao nhiêu product cả, nhưng mà phải là 100 món hàng minimum. Thế còn phí từ Mỹ sang đây thì sao? Này hàng tồn lâu quá thì nó bằng bán cái nào, hàng tồn mình đâu có bằng bán nữa thì mình hàng tồn thì đấy là có phí lưu kho mà, trời ơi của em thì là già lâu quá nó sẽ trả. Còn phí ship từ bên Trung Quốc sang bên kho bên này thì bao nhiêu? Phí ship thì nó sẽ lúc mà bọn anh làm nó ship theo một cái thùng sang bên Mỹ luôn, là anh nhớ ship đâu rồi, gần $45 của FedEx. Đó, nó ship cho anh một thùng to được kín. Vì bọn em làm nhấn mà, cho nên rất là nhẹ. Còn những cái nói chung là về những cái hàng khác thì mọi người có thể tự contact với cả, bởi vì mỗi một mặt hàng, mỗi một khối lượng khác nhau. Cho nên là tùy mặt hàng mọi người contact với cả cái bọn kho. Thì ví dụ như cái này thì bọn em khi mà bọn em chuẩn bị ship hàng á, thì phải vào tạo một trong này, bọn em phải tạo một cái gọi là một cái lệnh là dạng như kiểu để nó ghi nhận là sắp có cái hàng đến, là để nó chuẩn bị lưu kho chẳng hạn vậy. Còn cái phí ship bao nhiêu thì tùy cái món hàng mọi người tự đi, thực ra là nó không đắt đâu, bởi vì nó ship theo từng thùng, cái này ship phát đi luôn hết thùng đó. Thế là nếu mà bạn nào dùng kho Mỹ thì các bạn có thể tham khảo Whiplash nữa. Anh không mở luôn đấy, không click luôn. Thôi, mình đi học mà. Đi học rồi. Nhưng mà hỗ trợ win-win. Lên Facebook. Rồi, có bạn nào có câu hỏi gì khác nữa về càng khóa học đến bây giờ luôn. Chứ đừng hôm nay cũng càng khóa. Bây giờ các bạn còn có bạn nào? Có hỏi ở bên phía bộ của anh Thu. Cái họ bên phía Khang với An á, là hồi nãy nói là 500 cái, 1.000 cái đó. Thì tức là nó phải chấp nhận in cái logo hay là cái có bản. Có nhưng mà ví dụ như cái số lượng anh ít quá thì anh phải trả thêm tiền nữa, mà số lượng anh nhiều thì phí nó rẻ hơn, thì nó in hết á, nó in hết trả phí là bao nhiêu vậy? Tùy vào sản phẩm và tùy vào supplier, là cái này của em cũng không ấy được, nhưng mà anh sẽ phải trả thêm phí. Nếu mà ví dụ như $500 thì nó in ra anh giá khác 1.000 500
ai tập thì nó in giá khác, mình ai tập nó in giá khác chắc chắn luôn. Okay. Nó không giá thì anh làm nên kèn luôn, cái kèn cho nó cũng làm được hết. Nói chung là bỏ thẳng làm luôn, luôn sức lai mới làm luôn gì làm xong. Bình thường là có hai kiểu, một là anh nhờ quen không làm, hai thằng quen thằng supplier của chính phòng đó làm. Có hai anh nhờ warehouse, hai là anh nhờ supplier, nhưng mà thực sự anh nhờ supplier nó lại đi nhờ một cái bọn chuyên nhận nhận, bọn đóng ngoài shop bên chứ ba. Bọn đấy nó không phải là cái bọn mà nói chung anh nhờ ai thì nó cũng đi nhờ một cái bên ngoài người ta in ấn cả, chứ chúng nó không truyền chuyên về in ấn, anh hiểu không? Ví dụ như của trước là em làm là không phẩy bảy đô trên không phẩy bảy đô một cái hộp trên 1.000 hộp, bởi vì cái hộp của em là cái hộp hơi xa xa một chút, đắt hơn một chút. Của em là có đắt đấy, nó là đắt đấy. Nếu mà so với Việt Nam là đắt hơn á, nhưng mà thôi vì nó sẵn ở Trung Quốc rồi chứ còn đi gia công ở Việt Nam nữa thêm lằng nhằng, nên mà em cũng không tính lắm. Nói chung là với cả SKU em có 1.000 này, cho nên em cứ một lần em xếp sang có 1.000 này, 1.000 em phải bán cho họ tháng tháng rưỡi hết thì em cứ số lượng ít em không nhập nhiều. Có bạn nào có ai có thắc mắc thì muốn hỏi được rồi thì biết. Mặt trong mặt một người phê hết rồi, phê. Em vẫn hỏi thêm về cái mà hàng Việt Nam ra nước ngoài anh. Tức là okay. Hiện tại thì đa phần là anh em hoặc là thì giờ em có action thì em cũng sẽ bán, trước mắt là bán quen để phần mà okay. Mà hàng Trung Quốc này kia đã, nhưng mà em vẫn quan tâm việc là sau tìm kiếm sản phẩm mà tiềm năng hay gì đấy của Việt Nam mà có thể là bán ra được nước ngoài ấy. Thì có một vài anh em ở Đà Nẵng cũng có chia sẻ về cái việc này, thì hôm qua anh cũng có nói có mấy team làm về cái thứ hàng này kia của Việt Nam ấy, có một số cái nào khác, ví dụ cái dạng sản phẩm ngành nghề nào tiềm năng đối với nói chung là em nên tìm những cái sản phẩm nào nó mang bản sắc một chút và là dạng như kiểu nó không phổ biến ở nước ngoài. Ví dụ như ở Thái Lan chúng nó làm là chúng nó bán những cái quần Highland, quần kiểu đặc trưng của chúng nó, quần voi đúng rồi, elephant voi biết là dạng quần Highland. Việt Nam thì bán những cái đồ handmade thổ cẩm. Nói chung là em có em tìm những cái đồ nào mà ở nước ngoài nó không phổ biến lắm á. Rồi thì mà em có thể bán được. Rồi ví dụ cái rồi đến đấy. SC dạ. Rất vòng xem chúng nó hay bán cái gì. Thì Việt Nam có bán cái gì? Thì Việt Nam nhiều thằng bán cái đấy lắm. Bán Việt Nam là một ổ trên SC á. Thì mấy cái vòng handmade trên SC thấy nhiều. Nhiều mà. Rồi giả sử tìm ra được sản phẩm tiềm năng rồi đi nữa thì giờ cái hình thức mà để tiếp cận rồi quảng bá đến cái tuổi bên đấy bên có những khách hàng tiềm năng đấy thì cũng là chắc là cũng phải thuê người hay là như nào đấy để làm video luôn này. Tại vì bình thường mình tìm trên Alibaba hay này kia là có video sẵn rồi mình chạy không, gì đấy. Em không lấy được những cái video đấy bởi vì em làm brand của em rồi. Không thì em là em thuê như nào đấy để làm video đối với cái sản phẩm của mình này. Đúng rồi, em phải thuê làm video quay khác và em phải cho chúng xem brand của mình, package mình nó cho đủ đúng. Em không được dùng cái sản phẩm mà lựa sẵn, cái video sẵn. Và sau đấy thì em thuê cái bọn vận chuyển hàng sang Mỹ chúng nó bao em hết về vấn đề hải quan, nó chip thẳng vào kho, rồi em dùng kho rút ra hàng lại, xong em cài vào Shopify và cũng không chạy quảng cáo thôi, cứ order nào nó sẽ tự bán cho em, họ bán hàng thổ cẩm vậy mà. Rồi không bạn nào hỏi nữa. Em hỏi thêm về cái Instagram, tức là anh chạy asset riêng của Insta và tách biệt với Facebook hay là... Thường để khi scale ấy, khi sản phẩm ngon rồi thì anh tách ra. Tách ra. Ghế của dưới đó là... Anh tách ra anh lấy cái CPM. Đấy, con xe đó là 300. 300 rồi, chỉ phó 300 người. Vậy thì chắc là mình đã xong cái khóa học rồi. Thì trước hết là team em rất là cảm ơn anh chị đã tham gia khóa học. Và có một cái em xin đại diện ba anh em nhắn gửi anh chị, đó là anh chị thường thấy thường team em chuẩn bị slide nó rất là đơn giản, mọi thứ nó rất là đơn giản, nhưng mà toàn tập trung chủ yếu là về mindset, về thông tin. Ví dụ như tụi em chưa có sâu thực tế là DBA chạy thế nào rồi cái app setting thế nào. Tại vì cái mục đích khi mà chúng ta ngồi đây chứ hết là mình phải hiểu cái mindset trước. Tại vì nếu khi mà anh chị đã hiểu mindset, nắm cái tổng quát đó, nó sẽ dễ hơn rất nhiều nếu anh chị chỉ chăm từng chi tiết một. Tại vì những cái mà chi tiết đó, thực sự Google cũng ra, YouTube cũng ra, thì cái khóa học nó không còn cái giá trị của nó nữa. Cái giá trị ở đây là những cái mà thông tin tụi em share rất nhiều về mindset. Thì em chỉ khuyên mọi người hãy suy nghĩ mọi thứ thật là đơn giản và bắt tay vào làm. Thôi, một câu em nói là quên hết đi đó, quên hết đi rồi tập trung coi những cái đơn giản.
và chúng ta còn rất thời gian sau này để support nhau. Tại vì ở đây là xây dựng nên một cộng đồng những người làm Shopify nghiêm túc, những người làm Shopify lâu dài đó, còn biết đè còn biết đè nhau. Thì chúng thì như em đã nói từ buổi đầu, hôm nay tụi em đứng đây chia sẻ, nhưng ngày mai chúng ta có thể là đối thủ của nhau, mỗi người một ngành hàng, rất nhiều sản phẩm ngoài kia để có thể bán, mỗi người đi theo một con đường. Nhưng mà quan trọng nhất là xây dựng một cái business lâu dài. Thì nếu mà có bất kỳ vấn đề gì thì cứ PM tụi em, support tụi em trên group, tụi em luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Đó là trách nhiệm của tụi em. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và cũng như mọi khi thì mình cũng làm vài shot lên đây đứng làm vài shot là chụp ảnh tập thể để kỷ niệm. Bao giờ có lớp học lại? Lần sau học free. Anh đủ nói. Còn quan trọng là tụi em chịu nhận ăn không đó là...